phần 3 lược sử đạo gia, trang tử người kể chuyện đạo. Có nơm là vì cá, được cá hãy quên nơm. Có bảy là vì thỏ, được thỏ hãy quên bảy Có lời là vì ý, được ý hãy quên lời. Ta tìm đâu được người biết quên lời, hầu cùng nhau đàm luận. Một, lược sử trang tử. Trang tử năm 369, 286 trước công nguyên, một trong những đại hiền triết của đạo gia Nguyên Thủy, là người thừa kế và góp phần phát triển toàn bộ tư tưởng của lão tử thành một hệ thống học thuyết hoàn chỉnh. Tư tưởng, học thuật và ngôn hành của trang tử được người đời sau biết đến qua bộ Nam Hoa Kinh, tác phẩm duy nhất của ông. Được liệt kê vào một trong bảy kiệt tác văn chương của Trung Hoa Thất Tài Tử Thư, tác phẩm ấy lúc đầu có tên là sách trang tử. Minh họa và lý giải các quan niệm về đạo huyền thông qua những chuyện kẻ ý vị và minh triết. Văn của ông cổ kính, uyên áo, sinh động và kỳ ảo khác thường. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật và mỹ cảm của người Trung Hoa đời sau. Đặc biệt, các bậc thiền sư Trung Hoa thường sử dụng các khái niệm và ngôn từ ẩn dụ của trang tử để diễn đạt các nguyên lý thiền. Sự kết hợp giữa lý thiền và tư tưởng lão trang đã góp phần hình thành nên bản sắc riêng cho Phật giáo thiền tông Trung Hoa. Cho đến nay, người ta vẫn còn buồn mờ về cuộc đời của trang tử, theo sử ký tư mã thiên ông tên là trang chu người xứ mông không nói rõ là người thuộc nước nào xét niên đại ông sống cùng thời với nhà khổng học danh tiếng mạnh tử về mặt học thuật mặc dù tinh thông học thuyết của các triết gia danh tiếng đương thời trang tử tự có triết thuyết riêng với tư tưởng cốt lõi thiên về đạo lão bằng ngòi bút của mình ông xiển dương học thuyết của lão tử và với phong cách trào lộng rất ý vị về phán học thuyết của các triết gia khác đặc biệt là nho gia. Các thiên nam hoa kinh trình bày rất nhiều mẫu chuyện mà trong đó các bậc thánh triết thuyết giảng lẽ đạo theo tinh thần của đào lão cho các học giả thuộc trường phái khác. Xin đơn cử một thí dụ. Khổng tử nói với lão đam, khâu tôi nghiên cứu lục kinh, thi, thư, lễ, nhạc, dịch, xuân thu, tự cho là đã tốn công và hiểu được kỹ. Tôi đã ý kiến 72 ông vua, bàn luận về đạo của tiên vương, giảng rõ về chính sách của chu công và thiệu công không một ông vua nào dùng lời của tôi cả quá lắm tại khó thuyết phục bọn họ hay tại khó làm sáng tỏ được đạo lão tử đáp không gặp được một ông vua nào biết trị nước là may cho ông đấy vì lục kinh chỉ là di tích cổ hủ của tiên vương đâu phải là cái tinh thần tiên vương lưu lại những lời ông nói ngày nay chỉ là dấu vết thôi như giày dẫm lên đất để lại cái dấu dấu đó không phải là giày. Loài ngỗng trắng, con trống con mái nhìn nhau trừng trừng, con người không cử động mà tự nhiên sinh sản, con sâu được kêu lên ở trên, ở dưới con cái hỏa theo mà cũng tự nhiên sinh sản. Hễ có con được con cái cùng một loài thì sinh sản dễ dàng, không thể đổi được thiên tính cùng vận mệnh, bốn mùa không thể ngừng lại được, đại đạo không thể bị nghẽn lấp, đạt được đạo thì làm gì cũng được, mất nó thì không làm gì được cả. Khổng tử nghe rồi, ba tháng không ra khỏi cửa. Sau trở lại thăm lão đam, bảo. Khâu tôi đã hiểu rồi. Con quạ, con chim khách ấp trứng, con cá phun bọt trứng ra, con ông sinh sản. Em sinh ra thì anh khóc nguyên văn, hữu đệ nhi huynh đệ. Đã từ lâu, khâu tôi không dự vào sự biến hóa của trời đất. Người nào không dự vào sự biến hóa thì làm sao biến hóa được người khác? Lão tử bảo, được, ông hiểu đạo rồi đấy. 2. Tự do tự tại Trang tử sống một đời theo nguyên tắc triết lý của ông, sống vui và tự do tự tại. Ông giữ một chức lại ở quê nhà, có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và hưởng thụ cuộc sống. Về sau, ông ở ẩn và hẳn là đã thu nhận một số môn sinh, những người ưa thích nghe những bài thuyết giảng ngẫu hứng của ông. Ông thà chấp nhận cảnh đời thanh bần để hưởng trọn tuổi trời, không chịu gia mình trong vòng danh lợi tu túng trong thiên nước thu thu thủy, chương 17, Nam Hoa Kinh, có đoạn viết. Tràng tử ngồi câu trên sông bột, vua sở phái hai vị đại phu đến báo trước rằng. Xin đem việc nước để làm phiền ngài. Tràng tử vẫn cầm cần câu, không ngoảnh lại mà đáp rằng. Tôi nghe nước sở có một con rùa thần chết đã ba ngàn năm, nhà vua gói nó vào chiếc khăn, cất trong cái hộp ở trên miếu đường, còn rùa ấy chịu chết để lưu lại bộ xương quý giá cho người ta thờ, hay thích sống mà lê cái đuôi trong buồn. Hai vị đại phu đáp, thà sống mà lê cái đuôi trong buồn vẫn hơn. Trang tử bảo, hai ông về đi, tôi cũng thích lê cái đuôi trong buồn đấy. Trang tử tin tưởng rằng con người có thể đạt đến cuộc sống hạnh phúc nếu được tự do phát triển theo bản tánh tự nhiên chân tánh của mình. Thiên rất vui chí lạc, chương 18 có đoạn viết xưa có một con chim biển đáp xuống ngoài thành nước lỗ vua lỗ ngự ra bắt nó rước nó về thái miếu đặt tiệc mừng nó cho tấu nhạc củ thiều làm lễ thái lao mổ bò cừu và heo khoảng đãi nó chim nhấn nhác âu oh lo không ăn một miếng thịt không uống một giọt rượu ba ngày sau thì chết đó là lấy cách nuôi mình mà nuôi chim chẳng phải lấy cách nuôi chim mà nuôi chim muốn lấy cách nuôi chim mà nuôi chim thì phải cho nó ở rừng sâu tự do dạo trên đồng lầy trôi nổi trên sông hồ ăn tôm cá bay cùng hàng với những con chim khác đáp xuống đâu thì đáp tự do tự tại chỉ nghe tiếng nói của con người thì nó đã đủ ghét rồi huống hồ còn tấu nhạc ồn ào thì làm sao nó chịu nổi nếu tấu khúc hàm trì hay cửu thiều ở cánh đồng động đình thì loài chim nghe thấy tất bay đi loài thú nghe thấy tất chạy mất loài cá nghe thấy tất lặn xuống sâu còn con người thì xuống lại mà nghe cá ở dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết, vì mỗi loài một khác nên cái yêu và ghét cũng khác. Bởi vật thánh nhân đời xưa nhận ra rằng mỗi người có một khả năng riêng nên không dùng mọi người vào chung một việc. Danh phận phải hợp với thực tế, bổn phận phải thích nghi với khả năng. Như vậy mới đạt được lẽ tự nhiên mà duy trì được hạnh phúc. Thật ra hạnh phúc có được từ cách sống thuận theo bản tánh tự nhiên là hạnh phúc tương đối. Ai cũng có thể đạt đến được, theo trang tử, hạnh phúc tuyệt đối là kết quả của sự hợp nhất giữa người và vạn vật trong vũ trụ. Điều đó được trình bày trong Thiên Thánh Thơi Tự Tại Tiêu Giao Du, chương mục như sau. Ông liệt tử cưỡi gió mà bay, thật nhẹ nhàng khoan khoái, 15 ngày rồi về. Có phúc lớn như ông ấy thật hiếm có ở đời, tuy khỏi phải đi nhưng vẫn còn tùy thuộc vào một cái gì tức đợi cho gió nổi lên. Đến như hạng người làm chủ được cái chính đạo của trời đất chế ngự được lục khí âm dương, gió mưa, sáng tối để ngao du trong vũ trụ vô biên thì còn tùy thuộc cái gì nữa đâu. Cho nên người ta bảo, bậc chí nhân thì quên mình, bậc thần nhân thì không lập công, bậc thánh nhân thì không hữu danh. 3. Ghi chú Một trích từ thiên ngoại vật tạp thiên, Nam Hoa Kinh Hai theo từ điển danh nhân thế giới do trịnh triết biên soạn, về sau vua huyền tôn nhà đường ra chiếu đặt lại tên sách là Nam Hoa Chân Kinh người đời thường gọi là Nam Hoa Kinh. Nam Hoa là tên của ngọn núi nơi trang tử sống đời ẩn dật, viết sách và tạ thế tại đó. Sách gồm 33 thiên, phần làm 3 phần, nội thiên 7 thiên, ngoại thiên 15 thiên và tạp thiên 11 thiên. Hiện nay nhiều nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn nội dung trong ngoại thiên và tạp thiên do người đời sau mượn ý trang viết ra. Ba Mến 372, 289 trước công nguyên, theo sổ tay danh nhân thế giới nhà xuất bản thanh niên, Mạnh Tử tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, là nhà triết học cổ đại Trung Quốc, sống vào thời chiến quốc. Ông xuất thân từ một gia đình quý tộc ở huyện Châu, nước lỗ tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc ngày nay, lớn lên theo học tử từ cháu nội của khổng tử nên hấp thụ được học thuyết nho giáo chính thống. Khi thông thạo lý, ông sang tề giúp tề tuyên vương, sang lương giúp lương huệ vương, bởi không đắc thời nên không được trọng dụng. Cuối đời, Ông về quê dạy học, thâu nhận hàng trăm học trò, xếp đặt lại kinh thi và kinh thư. Ông còn để lại bảy thiên sách gọi là sách mạnh tử được xếp chung với đại học, trung dung và luận ngữ làm thành bộ tứ thư, là án văn hùng biện nổi tiếng của Trung Quốc. Về tư tưởng, ông bảo vệ các nguyên tắc giáo điều của khổng tử, bàn sâu về tính người và thuyết mệnh trời, tích cực bài bác học thuyết của Mặc tử và dương chu. Nhờ học đầy sau liệt ông vào bậc á thánh, chỉ xếp sau khổng tử khổng tử được liệt vào bậc huyền thánh tố vương là bậc thánh có đức trị quốc an dân bốn theo học giả lâm tây trọng người gốc tam sơn sống vào thời vua khang hy triều thanh trang tử có ba cách nói ngụ ngôn đời vốn không có người ấy việc ấy mà tạo nên việc như có thật trùng ngôn lời ấy việc ấy vốn không phải của người xưa nhưng đặt ra rồi đem gán cho họ chi ngôn buộc miệng nói chẳng kể gì đến sự thật lịch sử. Văn của Trang Tử vốn là huyễn tướng, như hoa trong gương, như trăng đáy nước. Nếu xem đó là điển cố, đặt lời chê khen thì có khác gì nói chuyện chim bao. Nam Trích Thiên Trời Vận Chương 14 Thực tế, các mẫu truyện trong Nam Hoa Kinh ở quyển sách này được tác giả trích từ Thế Tế Hợp Tà Ổi Dùm, tập 2, phần Trang Tử, chương 25 của Di, lách xuất bản năm 1962 so nội dung và khí văn, người dịch xin được căn cứ theo bản dịch và phần chú giải trong quyển trang tử và Nam Hoa Kinh của Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản văn hóa thông tin, 1994. Sáu chú công là con của vua văn vương nhà chu, em vua võ vương, có tài đức, làm nhiếp chánh cho cháu là vua thành vương. Thiệu vương cũng là con thứ vua văn vương, có tài chính trị, làm chức tam công đời vua thành vương. Bốn tri thức tương đối và trực giác siêu việt. Khi có sự phân biệt đúng sai hiện ra, tính toàn nhất của đạo bị khuất lấp, và khi đạo cả bị khuất lấp, thành kiến cá nhân trỗi dậy. Lầm ngữ đường Trang tử cho rằng người ta thường phí quá nhiều thời gian để tranh biện đôi co về các vấn đề vũ trụ và nhân sinh. Càng tranh biện, người ta càng cách xa chân lý. Đạo bị cái gì che lấp đến nỗi phải phân biệt chân với ngụy lời nói bị cái gì che lấp đến nỗi phải phân biệt phải với trái. Khi nào thì đạo không còn, khi nào thì lời nói không chấp nhận được. Đạo bị thành kiến nhỏ nhen che lấp, lời nói bị sự hoa mỹ phù phiếm che lấp. Thiên tề vật luận, chương 2, ông sống giữa thời chiến quốc 403, 221 trước công nguyên, một thời kỳ bất ổn trong lịch sử Trung Hoa, thời kỳ mà người ta liên tục tranh biện với nhau về triết lý và đạo thuật ông cho rằng mọi luận thuyết đều chứa đựng thứ chân lý phiến diện và tương đối rằng con người tranh luận với nhau bởi vì họ không nhận ra sự toàn nhất của thực tại tiềm ẩn bên dưới những khác biệt hiển hiện bên ngoài thực chất đạo vượt lên trên mọi khác biệt dưới con mắt đạo mọi sự vật đều bình đẳng mỗi sự vật là bộ phận của một tổng thể đạo vốn không phải là một đối tượng không phải là một cái mà người ta có thể giới hạn bằng bất kỳ hình thức định nghĩa nào gắn gượng mà nói, đạo bao trùm tất cả, hiện diện khắp nơi, là nền tảng và cơ sở của mọi tri thức. Đạo chỉ có thể trực nhận trong trạng thái hòa hợp cùng vạn vật, không thể học hỏi hay luận giải, nói chi đến tranh biện. Lão tử nói, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri, tác kỳ đoài, bế kỳ môn, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quan, đồng kỳ trần, thị vi huyền đồng. Biết thì không nói, nói là không biết thường ngậm miệng, bịt mắt lại, nhục bén nhọn, bỏ phân chia, hòa ánh sáng, đồng bụi bậm. Ấy gọi là đức huyền đồng. Về phần mình, trong thiên trí bắc du trí sang bắc, chương 22, trang tử kể rằng. Niết khuyết hỏi bị y về đạo. Bị y đáp. Anh ngay người lên, chuyên nhất cái nhìn thì hòa khí của trời sẽ xuống. Gom cái trí lại, chuyên nhất ý niệm thì thần minh sẽ tới. Cái đức sẽ làm cho anh đẹp lên, cái đạo sẽ hiện ở trong anh. Con người của anh sẽ như con nghé, con bê mới sinh, không thiết tìm hiểu nguyên do hay nguồn cội của mọi việc nữa. Bị y nói chưa xong thì Niết Khuyết đã ngủ say. Bị y rất đẹp lòng, vừa đi vừa hát. Hình thể như cây khô, lòng như tro nguội. Thật là chân trí, không còn chút thành kiến. Mê mê muội muội, không còn tâm tư, không còn mưu tính gì cả người như thế đáng quý lắm thay. Thành kiến và tư dục khiến trực giác con người bị che mờ, quên đi bản tánh. Lão tử nói, vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dị chí ư vô vi theo học, ngày càng thêm, theo đạo ngày càng bớt, bớt rồi lại bớt, bớt đến mức vô vi. Người hiểu đạo cần phải gạt bỏ tư dục và tri kiến hạn hẹp. Trang tử viết, đời người có hạn mà tri thức thì vô cùng, đem cái có hạn mà chạy theo cái vô cùng thì tinh thần phải mệt mỏi, đã mệt mỏi mà vẫn không ngừng thì sẽ nguy mất. Thiên dưỡng sinh chủ, phép dưỡng sinh, chương 3, sống với bản tánh, trực giác sẽ tạo nên bước nhảy về mặt nhận thức, có thể soi sáng những khoảng tri thức còn mờ mịt. Điều có vẻ nghịch lý là lý trí suy luận lại dẫn con người đi lệch hướng và xa lì gốc đạo. Theo trang tử, biết được thiên đạo và nhân sự, đó là đạt được mức cao nhất của tri thức. Biết được thiên đạo là biết rằng vạn vật do tự nhiên mà sinh ra, vậy thì phải theo tự nhiên. Biết được nhân sự là dùng cái mà trí tuệ có thể biết được để bảo hộ nói thay cho cái mà trí tuệ không thể biết được hầu hưởng hết tuổi trời, khỏi chết yểu. Như vậy là tri thức cao minh nhất. Nhưng tri thức đó cũng có cái lụy của nó, vì tri thức nào cũng phải có đối tượng, mà đối tượng lại liên tục biến hóa không xác định được. Bên cạnh đó, thiên đại tôn sư chương xấu còn có mẫu truyện nhan hồi thư với trọng đi khổng tử con đã tiến bộ trọng đi hỏi thế là nghĩa làm sao con đã quên nhân nghĩa rồi được đấy nhưng chưa đủ hôm khác nhan hồi trở lại thưa con đã tiến bộ thế là nghĩa làm sao con đã quên lễ nhạc rồi được đấy nhưng chưa đủ hôm khác nữa hồi trở lại con đã tiến thế là nghĩa làm sao còn ngồi mà quên hết thảy trọng ni kinh ngạc hỏi thế nào là ngồi mà quên hết thảy nhang hồi đáp cởi bỏ thân thể trừ tuyệt thông minh rời hình thể bỏ trí tuệ hợp nhất với đại đạo như vậy là ngồi mà quên hết thảy trọng ni bảo hợp nhất thì không còn lòng riêng nữa biến hóa thì không câu nệ anh quả thực là hiền nhân rồi thầy muốn theo gót anh đời sống thuần phát trong tác phẩm của mình trang tử sử dụng rất nhiều mẫu truyện ẩn dụ lấy những đối tượng trong thiên nhiên để minh họa cho các quan điểm của mình ông thực sự tin rằng quy luật của tự nhiên chính là quy luật vận hành của đạo thiên nhiên biết cách tự hoàn thiện mỗi sự vật có tính cách thích ứng một cách độc đáo với cuộc sống của riêng nó vì thế con người nên sống theo bản tánh tự nhiên của mình và cho phép vạn vật phát triển theo bản tánh tự nhiên của chúng Tràng tử gọi như thế là thiên phóng để mặc thiên nhiên, xem ra chẳng khác với nghĩa vô vi nhi vô bất vi của lão tử. Thiên mã đề móng ngựa, chương chính viết. Ngựa có móng để dẫm lên xương tuyết, có lông để chống gió lạnh. Chúng ăn cỏ, uống nước, co giò lên nhảy nhót. Đó là bản tánh của chúng. Chúng có cần gì đến đài cao, chuồng rộng đâu. Một hôm, bá lạc bảo. Tôi khéo nuôi ngựa. Rồi đốt hớt lông chúng gọt và đánh dấu mông chúng dùng dây cương cột chúng làm chuồng có sàn cho chúng ở mười con có hai ba con chết ông bắt chúng chịu đói chịu khát phải chạy nước kiệu phải phi nước đại dùng cái ít bắt chúng đứng yên thành hàng dùng hàm thiết khớp mỏm chúng dùng roi quất vào mông chúng và ngựa chết mất già nữa cho rằng con người thường có xu hướng hành động theo tư dục và thành kiến trái với quy luật thiên nhiên Trang tử khuyên chúng ta nên cảnh giác đối với khí cảnh tác hại của sự hữu dụng. Thói thường, con người rất dễ đánh mất chính mình và mê mờ bản tánh khi bị cuốn vào vòng danh lợi. Mặt khác, sự vô dụng cũng có khí cảnh tích cực của nó. Hãy trân trọng bản thân, sống với bản tánh, không để ngoại vật làm lụy đến mình. Trang tử khuyên chúng ta như thế. Thiên Sơn một cây núi, chương 21 có truyện. Một hôm, Trang Chu dạo chơi trong vườn ở Điêu Lăng thấy một con chim khách kỳ dị ở phương Nam bay tới, cánh rộng bảy thước, mắt tròn một tấc, bay sát trắng trang chu rồi đậu ở một cây dẻ. Trang chu tự hỏi, loại chim nào đây? Cánh lớn như thế mà không bay đi chỗ khác, mắt lớn như vậy mà không thấy gì cả. Ông bèn vén áo tiến nhanh lại, dương cung nhắm bắn thì thấy một con ve đang hưởng bóng mát mà quên thân nó đi không để ý đến chung quanh và một con bọ ngựa núp sau một cái lá. Rình bắt con ve mà quên chính thân nó. Còn con chim khách kỳ dị kia thì muốn thư cơ vụ con bọ ngựa, tham lợi mà quên tính mạng. Trang tử kinh hoảng, bảo, ôi, vật vẫn làm hại lẫn nhau, mưu hai vật khác mà khiến chính mình bị mưu hại. Rồi ông liền cùng trở về nhà, người coi vườn đuổi theo mắng ông. Về nhà, trang tử ba ngày không vui. Một môn đệ tên là lạng thư lấy làm lạ hỏi, sao mấy ngày rồi thầy không được vui? Trang tử đáp, ta giữ cái hình hài mà quên cái chân thân, nhìn dòng nước đục mà quên cái vực trong. Vả lại, ta nghe thầy ta dạy rằng, vào miền nào thì theo tục lệ miền ấy. Khi dạo chơi điêu lăng, ta quên mất thân ta cũng như con chim khách kia bay sát trán ta để đến cây dễ mà quên mất thân nó. Người giữ vườn ngờ ta vào vườn trộn dẻ. Vì vậy mà ta không vui. Trang tử viết, biết rằng có những điều mình không thể biết được. Đó là đạt đến cực điểm của trí. Xét trên tinh thần đó, ý thức của con người không hẳn là hoàn toàn đáng tin cậy, trí tuệ của con người không phải là vạn năng. Ngay cả khi tự cho mình là tỉnh táo suy xét mọi lẽ, liệu rằng chúng ta có thật sự tỉnh thức hay không? Trang Tử đặt vấn đề như thế. Thiên tệ vật luận mọi vật ngang nhau, chương hai có đoạn: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, không biết mình là chu nữa rồi bỗng tỉnh dậy ngạc nhiên thấy mình vẫn là chu không biết có phải mình là chu nằm mộng thấy hóa bướm hay bướm mộng thấy hóa chu trang chu với bướm hẳn có chỗ khác nhau cái đó gọi là vật hóa trong cõi đời không ngừng biến hóa này đâu là thật và đâu là mộng đối với trang tử mộng và thật là hai trạng thái mang tính hiện tượng liên tục vận hành theo lẽ đạo cái quy luật nằm ngoài khả năng suy luận và phân biệt của con người có lẽ điều khác biệt chỉ là khi sống trong mộng chúng ta ít chịu ảnh hưởng của hoạt động ý thức hơn trong đời thực vạn vật liên tục sinh hóa hiện ra muôn hình vạn trạng nhưng tất cả đều là biểu hiện của đạo năm sinh và tử dưới con mắt đạo mọi vật đều ngang nhau mộng và thực không có chỗ phân biệt sống và chết cũng thế trang tử viết người ta thường phân biệt sống và chết sự thực thì sống cũng là chết chết cũng là sống trên cõi đời này cái chết ươm mầm ngay trong sự sống cái chết và sự sống liên tục xoay vần trong vòng sinh hóa triền miên của vạn vật vật hóa bởi thế người đạt đạo là kẻ chưa từng chết cũng chưa từng sống ung dung tiêu dao giữa dòng đời biến động vả chăng vũ trụ cho ta cái hình hài cho ta sống để ta lau khổ cho ta già để ta an nhàn cho ta chết để ta nghỉ ngơi vậy coi sống là cái phúc thì cũng phải coi cái chết là cái phúc thiên đại tôn sư Chương 6 Thiên Chí Lạc rất vui, chương 18 có truyện trang tử cổ bồn rất nổi tiếng, vợ trang tử chết. Huệ tử đến điếu, thấy trang tử ngồi soạt chân ra, gõ nhịp vào một cái vò cổ bồn mà hát, bền bảo. Ăn ở với người ta, người ta nuôi con cho, nay người ta chết, chẳng khóc đã là bậy rồi, lại còn gõ nhịp mà hát, chẳng là quá tệ ư. Trang tử đáp, không phải vậy, khi nhà tôi mới mất làm sao tôi không thương xót nhưng rồi nghĩ lại thấy lúc đầu nhà tôi vốn không có sinh mệnh chẳng những không có hình thể mà đến cái khí cũng không có nữa hỗn tạp ở trong khoảng thấp thoáng mập mờ mà biến ra thành khí khí biến ra thành hình hình biến ra thành sinh mệnh bây giờ sinh lại biến ra thành tử có khác gì bốn mùa tuần hoàn vận hành đâu nay nhà tôi đã nghỉ yên trong cái nhà lớn tức trời đất mà tôi còn ồn ào khóc lóc ở bên cạnh thì tôi không hiểu lẽ sống chết rồi vì vậy mà tôi không khóc. Hiểu được lẽ sống chết, trang tử đón nhận cái chết rất ung dung, thậm chí còn tự hào về cái chết của mình một cách rất thâm triết. Thiên liệt ngữ khẩu, chương 32, kể lại. Trang tử hấp hối, môn sinh bàn với nhau sẽ hậu tán. Trang tử nghe được, bảo, đừng, ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng làm ngọc bích, các tinh tú làm ngọc châu, vạn vật sẽ đưa ma ta, như vậy đồ tán ta chẳng đủ rồi sao? Còn phải thêm gì nữa? Môn sinh đáp, chúng con sợ quả và diều hâu rỉ xác thầy. Trang tử bảo, trên mặt đất thì bị quả và diều hâu rỉ, ở dưới đất thì bị kiến và sâu đục. Tại sao các con lại thiên vị, cướp của các loài trên mà cho các loài dưới vậy? Ghi chú, một linh yêu tan 1895, lâm ngữ đường, hính danh là Ngọc Dường. Ông là một học giả quảng bác và tài hoa, nổi tiếng với các công trình nghiên cứu và giới thiệu cổ học, và minh Trung Hoa với xã hội phương Tây. Là con của một mục sư ở Phúc Kiến, lúc nhỏ ông hấp thụ nền giáo dục của giáo hội rồi vào trường nhà dòng. Năm 1916, ông tốt nghiệp trường sư tầm, dân thượng hải dạy anh văn tại trường đại học Thanh Hoa. Ba năm sau, ông sang Mỹ học trường Vật về khoa ngôn ngữ, sang Đức học triết ở trường đại học Leipzig. Năm 1923, ông về nước dạy học ở Bắc Kinh, Hạ Môn, sau chuyển sang Viện Nghiên cứu Trung ương, nghiên cứu ngôn ngữ và cổ học, viết sách, tiểu thuyết, tùy bút, tiểu sử, cảo luận, phê bình văn học, triết học và chuyển ngữ các danh tác Trung Hoa và Âu Mỹ theo nhân sinh quan và thơ văn Trung Hoa, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Hai hai vị hiền nhân đời vua nghêu có lẽ chỉ là nhân vật hư cấu do trang tử đặt ra. Theo học giả Leo Ukiya Hoay, niết khuyết nghĩa là gặm vỡ ra, tượng trưng cho trí tuệ phân tích sự vật để tìm hiểu. Bị y là trùng áo, tượng trưng cho trực giác bao quát được sự vật tổng thể. Ba tự là tự uyên, học trò yêu của khổng tử, hiền đức nhưng yếu mệnh, mất lúc 31 tuổi. Bốn có người đọc là bá nhạc, họ tôn, tên dương, tự là bá lạc, là một người giỏi coi tướng ngựa vào thời tần mục công. Năm thời ấy, một thước tàu bằng khoảng một gang tay. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 4 với nội dung lịch sử về liệt tử và dương chu. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.